Hello, hôm nay mình thu hoạch trứng ruồi mọi người, thì mình mới làm về, bây giờ cũng 6 giờ mấy rồi, mình chuẩn bị thu hoạch trứng ruồi đính đang. Thì mình hôm bữa mình thu đó, đợt đầu tiên đó được có ít thì mình không quay, hôm nay thấy ruồi nó vô nó đẻ cũng nhiều, thì mình tiến hành thu bữa nay thấy được bao nhiêu, thì để coi cái kết quả. Mình nuôi lần đầu tiên thì nó có đạt hay không nha. Giờ mà mọi người theo mình để đi thu trứng ruồi nha. Đây mọi người, đây là cái mụn ruồi của mình nè. Mình làm nhỏ xíu à. Chiều ngang đâu 2 thước, chiều dài đâu khoảng 3 thước. Mụn nhỏ đơn giản. Ruồi dưới này nó đậu trong vô mấy cái cây mía này. Mình làm trong mấy cái mía nè. Cho có mụn lên mấy cái mía. Đậu vô mấy cái mía. Bên đây là mấy cái thùng mà mình ghép con nhộng kén. Lấy cái miếng giấy đen đó mình che lại. Thì cái miếng giấy đen đó mình cũng học hỏi của anh em ở trên trên mạng á. Ta chỉ sao mà về mình làm cái xong vậy. Nói lên nuôi đầu tiên ai chỉ sao là vậy. Ngày nay đi làm gì nó nắng quá giờ muốn bệnh người sao ho ho vậy. Giờ mình chui vô vô trong cái mùng rồi thì mình không có thiết kế cái dây xung dây kéo này, mình là mua cái kẹp, mình kẹp kẹp lại ra mình vô nó cũng bay ra bay vô, có vậy bà con nó ra vô kẹp đó. Ra ngoài thì nó chết luôn chứ nó có sống được đâu. Bằng tre nha mọi người, bằng tre. Mình ở đây mình không có cái loại gỗ mà giống những anh em trên mạng mà nó mua mấy cái loại gỗ tốt đó về làm nẹp, mình không ở đây không có sử dụng, mình thí nghiệm thử bằng tre thấy nó có đẻ không, nhưng mà mình thấy nó cũng đẻ đẻ nhưng mà nó không không nhiều bằng cái gỗ anh em quảng cáo trên mạng. Rồi để mình thu thử coi, lần thu lần thứ hai này để được bao nhiêu nha, cho mọi người xem. Còn cái này là cái ve đè lưới mình mới thiết kế học được trên mạng này. Trên mạng thì thiết kế để cho nó vô nó đẻ vô cái mấy cái này thì được kết quả nhiều. Mình mua một hộp mình làm được 4 chồng. Giờ này ruồi nó hết hoạt động rồi mọi người, nó hết hoạt động, nó nằm đó trơn, mình vô nó không có đu người nhiều. Lúc này mà nó nóng nực người, nó hầm quá trời. Thì cái thu đợt đầu đó mình thu cũng được khoảng 4-5 gram gì chứ không được 10 gram. Ủ nó ra bữa nay con nó cũng được 3-4 ngày. Nó ăn ăn mạnh rồi. Mấy cái nực tre này để cũng không nó lật tới lật luôn. Nó đẻ. Để được có một miếng ở trong đây nè, mọi người thấy không?
chỉnh cái chân quay cho nó cao lên mới được mọi người. Nó thấp quá rồi, quay nó thấy cái mặt của mình không, không có thấy trứng ruồi. Tre thì mình cái tre thì mình thu trứng nó khó nên là mình ở đây không có gỗ, mình bắt buộc mình phải làm cái tre này, chứ cái tre này thu trứng nó bị dướng lưỡi dâu rồi, nó có bấm như mấy cái cây gỗ của anh em mà làm mình thấy nó bóng mà cậu trứng dễ nha mọi người. Như cái thanh này thì bây giờ nó mình thấy nó đạt như vậy là mình cũng mừng lắm rồi, trứng nó đẻ vậy là mình thấy mình cũng mừng, sợ là sợ nó không đẻ thôi chứ mình cây tre nó vẫn đẻ bình thường, là do mình này mình làm gấp quá, mình chưa có chuốt bào cái cây tre cho nó ngay thẳng, mình chẻ thí ra cái mình đem vô mình kẹp nó vô thấy nó cũng về cũng đẹp. Thời gian mà mình có tiền rồi cái mình đầu tư hay là dân mới làm mà chưa có tiền, cái ít mình không có vốn. Hôm bữa đó mình đi về bên phía nội của mình ở dưới cô lãnh, mình thấy chú mình nuôi cái mình xin ổng cho đâu khoảng mình đón cũng khoảng là 6-7 gram trứng gì. Mình về mình ương tới thời điểm này là nó cho trứng rồi, cách đây khoảng 1 tháng đúng luôn. Bây giờ nói chung là khó lấy trứng quá mọi người, khó thì bây giờ mình lấy được bao nhiêu mình lấy, còn bao nhiêu mình bỏ cho giờ biết sao vậy, đây khó lấy quá. Mình tận dụng mà tới cuối cùng thôi chứ dạng thôi. Cái ngày rồi nó cũng còn mấy con nó đã gai nó đã trẻ. Chắc dẫn dụ mà cho con ruồi nó đã đó mọi người, thì mình cũng học của anh em và chia sẻ trên mạng, nên mà mình cũng làm nhiều người làm nhiều cách, không phải là ai cũng giống ai hết. Người thì ủ với cái trứng vịt đầu tôm rồi, người thì ủ cấm gà, còn mình ở đây mình làm thì chung các bã đậu nành, mình về mình để cho khoảng 10 ngày gì, mình cột cái miệng bao lại mình ủ
cho nó khoảng 10 ngày cho nó mình mở cái bao ra mình nghe nó thối luôn đó, rồi mình đem vô mình làm các sản dụng lên, mình không có trộn khoa cái gì nữa. Mình thấy rồi nó cũng vô nó đã bình thường. Mình không có cây là mình hai cây tre cái mình chập lại vậy nó có nó cả nó vô nó đã thì kết quả thu bữa nay là mình mới thu được cây. Bộ thả mình thấy nó không muốn bằng cái hồi bữa mình thu nguyên một đợt luôn mà thấy mình cũng mừng rồi đó, trên đã đạt. Thì thu mình mua trên đây nó bó lần một cái nó mở ra nó đứt cái rồi chắc chắn trên. Tính mấy miếng trên đầu là do nó hở quá trời cậu rớt ra ngoài cục cứng ổn ghê làm mà không có nhiều còn rơi rớt ra ngoài mấy con này không có đạn nó bay vô hơi hoài nó gặp ánh sáng nó mừng lắm rồi cứ nó theo cái đèn mình hoài. Đánh cái đèn ra thì mình không thấy đường luôn. Các anh em mà chia sẻ trên mạng mình thấy mình không mình mê cái đường mê cái con này luôn. Giờ mình làm đi thì biết nó làm sao. Làm giống người ta nó cũng có đẻ đủ trứng nó cũng nở mấy con này mấy cái thép này nó đẻ đồ hở nó vừa phải nó đẻ dày luôn. Cái bề vỏ nó mà đẻ được cái bề vỏ thằng cậu nó dễ bề vỏ nó lắm
mọi người xem cái trong cái thành quả hai ổ mình. Đây mọi người. Cái đèn cháo đó mình. Hai ổ như vậy mình tổng cộng là mình có 10 ổ trứng, 10 ổ một ca vậy đó. Bây giờ mình cũng còn nhiều thả quá mọi người à. Thì mình kết thúc cô giáo tại đây nha. Mình lấy trứng xong mình quay lại cho mọi người xem cái số lượng trứng của mình hôm nay là được bao nhiêu nha. Chào mọi người nha. Đây mọi người, cấp chiều mình thu hoạch được bao nhiêu trứng. Mình có 10 ổ trứng, 10 ổ và mình thu, nói chung là thu lần thứ hai. Lần đầu mình thu được có chừng khoảng 3 tới 2-3 gram trứng, nhưng cái này mình đoán phải vắn được 10 gram. Lần thứ hai mình thu được 10 gram, thì 10 gram trứng này là mình có con giống dồi dào rồi đó. Thì đợt trước mình đem về cũng khoảng 6-7 gram gì đó, mình ươm ra tới được cũng mười mấy ký ấu trùng. Thì bây giờ rồi cho đẻ là thu lần thứ hai rồi nè.
Thế vậy là quá trời nó ok rồi đó mọi người. Bữa nào mình có thời gian của mình quay cái số con số lượng trứng mà mình thu được đầu đó cho mọi người xem. Bữa nay nó cũng được ba ngày tuổi rồi. 3 ngày tuổi nó cũng nhìn mình thấy nó được rồi. Thì bây giờ cái số trứng này là mình đem mình ủ đêm đêm nay, ngày mai là mình để mình cắt cho cái kính, ngày mai là mình đem thức ăn cho mình ủ. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Chào tạm biệt mọi người nha.